Chào tất cả các bạn đến với kênh guitar dành cho người bận rộn của Quỳnh Hữu Kỳ Tây Văn Cầm. Và hôm nay thì Kỳ sẽ hướng dẫn tất cả các bạn chạy 17 nốt nhạc cơ bản của guitar. Và hầu như ai học guitar cũng phải biết cái bản này hết. Trước khi vào bài thì hai việc đầu tiên mà Kỳ luôn luôn làm đó là chỉnh dây đàn guitar và chạy ngón, khởi động ngón ít nhất là một hai bài gì đó. Các bạn nhớ nha, nó vừa giúp cho mình cảm âm được tốt, được chuẩn. Khởi động ngón thì ngón mình sẽ có lực và đi những bài tốc độ nhanh nó không bị vấp ngón tay. Chứ một số các bạn cứ hay bỏ qua hai cái bước này rất là phí. Đầu tiên thì Kỳ chỉnh dây đàn guitar. Kỳ có hướng dẫn các bạn trong video trước. Nhớ kiểm tra lại nha các bạn, tại vì thường các dây đàn nó hay bị giãn lắm. Bài chạy nốt như sau. Đây là tổng hợp toàn bộ 17 nốt nhạc cơ bản của guitar trên 3 ngăn 1, 2 và 3. Đầu tiên các bạn nhìn vào cái hình vẽ nè. Có nhiều bạn cứ hay lên cái trang tự học guitar rồi cứ hay thắc mắc mấy cái bản này nhìn rối, nhưng mà thật sự không hề rối nha các bạn. Rất là dễ học. Dây 6, dây 5, dây 4, dây 3, dây 2, dây 1. Mi, la, re, son, si, mi là 6 dây buông của mình. Mi, la, re, son, si, mi. Và Kỳ có hướng dẫn các bạn ở video đầu tiên. Tiếp tục. Mi, xong tới gì các bạn? Mi, fa, son. Mi, fa, son, la, si, do, re, mi, fa, son, la, si, do, re, mi, fa, son. 3 ngăn thôi nha các bạn. Ngăn 1, ngăn 2 và ngăn 3. Mi là buông dây số 6. Fa, họ kêu mình nhấn vào ngăn số mấy ạ? Ngăn số 1 của dây số 6. Son, ngăn số 3 của dây số 6. Tiếp tục, la, buông dây 5. Si, nhấn ngăn số 2 của dây số 5. Đô, ngăn 3 của dây 5. Tiếp tục, re, buông dây số 4. Mi, ngăn 2 của dây 4. Fa, ngăn 3 của dây 4. Son, buông dây 3. Lá, ngăn số 2 của dây 3. Si, buông dây 2. Đô, ngăn 1 của 2. Rê, ngăn 1 của 3. Mi, buông dây 1. Fa, ngăn 1 của dây 1. Và son, ngăn 1, ngăn 3 của dây 1. Thì nhìn chung á thì nó sẽ có sự trùng hợp thế này. Dây số 6 và dây số 1, 2, tức là dây đầu tiên và hai dây dưới cùng của mình. Ba dây này đều có điểm chung là buông 1, 3. Buông 1, 3 hết nha các bạn. Rất dễ nhớ. Hai dây thì là dây số 5 và dây số 4. Hai dây này đều có điểm chung là buông 2, 3. Đặc biệt, chỉ trừ dây số 3, son lá, buông 2 mà thôi. Giờ các bạn sẽ nhớ vị trí bấm trước, sau đó mình đánh nhuần nhuyễn, lúc đó mình thay thế vào nốt nhạc sau. Giờ mình sẽ nhớ vị trí trước. Dây đầu tiên và hai dây dưới cùng là buông 1 và 3. Hai dây tiếp theo là dây số 5 và dây số 4 đều chung là buông 2 và 3.
trừ đặc biệt dây số 3 son lá mà thôi. Mình làm mẫu các bạn coi nha. Đầu tiên buông dây số 6, mình quên nốt đi ha, mình chỉ tập trung vào đánh vị trí thôi, mình nhớ cái vị trí bấm trên ba ngăn này thôi. Buông dây số 6, tiếp tục nhấn vào ngăn số 1 của dây số 6, đá phím lên. Ngăn 3 của dây số 6 xuống. Đúng chưa các bạn? Hai dây tiếp theo là dây số 5 và dây số 4, hai dây này đều có điểm chung là buông 2 và 3. Buông 2 3. Buông 2 3. Dây số 3 đặc biệt buông 2 mà thôi. Buông 2 hết. Hai dây dưới cùng giống dây trên cùng. Buông 1 3 và buông 1 3. Lại nha các bạn. Buông 1 3. Buông 2 3. Buông 2 3. Buông 2. Buông 1 3 và buông 1 3. Lần nữa nha các bạn. Buông 1 3. Buông 2 3. Tương tự luôn. Buông 2 3. Buông 2. Buông 1 3 và buông 1 3. Khi các bạn đánh nhuần nhuyễn xong, nhớ hết tất cả các vị trí bấm, lúc đó mình mới thay thế vào nốt. Vì fa son la si do re mi fa son la si do re mi fa son. Sao các bạn? Buông 1 3, buông 2 3, buông 2 3, buông 2, buông 1 3 và buông 1 3 thì ngược lại sẽ là 3 1 buông. 3 1 buông ngay gì đó luôn. 2 buông. 3 2 buông và 3 2 buông và 3 1 buông. Theo thứ tự. Son fa mi re do si la son fa mi re do si la son fa mi. Nhưng ngược lại các bạn chú ý phím. Phím mình cứ sẽ là một xuống một lên, một xuống một lên, một xuống một lên, xuống lên, xuống lên, xuống. Rồi bắt đầu lên xuống lên xuống lên và xuống. Kết thúc bài nốt mi phải là phím xuống. Nếu mà kết thúc bài mà các bạn phím ngửa lên thì các bạn coi lại ha, nội bộ chắc có vấn đề. Và kỳ làm mẫu các bạn xem nha. 3 1 buồn. 3 1 buồn. 2 buồn. 3 2 buồn. 3 1 buồn và 3 phím mình nó xuống thì mới là chính xác nha các bạn. Xuống lên 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 xuống. Phím cứ một xuống một lên. Xuống lên 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 xuống thì tốc độ nó mới nhanh được.
tất cả các bạn chạy 17 nốt nhạc cơ bản của guitar trên 3 ngăn 1, 2 và 3. Các bạn cố gắng tập nhé, càng nhanh càng tốt. Và mình tập trên metronome thì sẽ giúp nhịp các bạn giữ vững hơn. Xin chúc tất cả các bạn nhiều sức khỏe và thành công trên con đường học guitar. Xin chào tất cả các bạn.